một chuyện động trời. Đến nỗi hầu hết các tờ báo danh tiếng của quốc gia xưa nay đều nhất loạt đăng bài giống y hệt nhau. xử phạt hai đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về tảng đá hình ông Thích Minh Tuệ. Làm báo thời nay rõ sướng, chả phải tư duy gì. Ví dụ, trên tin tức Thông tấn xã Việt Nam. Chiều ngày mùng 4 tháng 7 năm 2024, thông tin từ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa phối hợp với thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh làm rõ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với hai đối tượng về hành vi đăng tải thông tin bịa đặt, sai sự thật trên không gian mạng. Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng Chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh An Giang phát hiện hai tài khoản mạng xã hội YouTube do ông HVT, sinh năm 1992 Chú tại tỉnh Kiên Giang, và ông TTH, sinh năm 1984, trú tại tỉnh An Giang, đăng ký, sử dụng, đã đăng tải các video bịa đặt, sai sự thật về việc xuất hiện tảng đá có hình người, giống hiện thân của ông Thích Minh Tuệ tại phường Thới Sơn, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Các video do ông T và ông H đăng tải bịa đặt, sai sự thật gây hoang mang trong dư luận, cơ quan công an tỉnh an giang đã mời ông tê và ông hát đến làm việc tại buổi làm việc ông tê và ông hát đã thừa nhận việc đăng tải tảng đá có hình người giống hiện thân của ông thích minh tuệ là thông tin tự suy diễn bịa đặt không đúng thực tế sau đó ông tê và ông hát tự nguyện tháo gỡ các nội dung có liên quan đã đăng tải và viết cam kết sẽ kiểm soát chặt chẽ nội dung đăng tải không để xảy ra trường hợp tương tự xét thấy hành vi vi phạm của ông T và ông H có nhiều tình tiết giảm nhẹ như vi phạm lần đầu, thành khẩn khai báo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên căn cứ khoản 1, điều 101, Nghị định số 15-2020-NDCP ngày mùng 3 tháng 2 năm 2020, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực biểu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử cơ quan có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T và ông H mỗi người 5 triệu đồng. Thanh sang thông tấn xã Việt Nam. Hình dung về cái vụ phạt này, lão già cứ nghĩ lẩn thần. Một, từ nay cấm dân ta không được đăng thông tin tự suy diễn, bịa đặt, không đúng thực tế, như trường hợp này nghĩa là cấm tưởng tượng, liên tưởng. Hai, À mà nếu đăng thông tin hình tảng đá giống hình Bắc Hồ hay cụ đồ triều đang đâm chiều nghĩ việc nước, thì các đối tượng có bị phạt không nhỉ? Ba. À mà bỏ mẹ, an ninh sẽ hồi tố truy phạt thì chết cha. Các đối tượng thông tin tự suy diễn, bịa đặt, không đúng thực tế. Lạc Long quân lấy bà Âu Cơ đẻ ra 100 quả trứng, nở ra 100 con. Sơn Tinh, Thủy Tinh tranh gái hàng năm đánh nhau gây lũ lụt cậu gióng ba tuổi mà cưỡi ngựa sắt, cầm roi sắt đánh tan giặc ân rồi bay về trời. Mà chúng còn dựng tượng thánh gióng tốn bao nhiêu tiền. Trên mặt trăng có chú cuội, chị hàng để lừa bịp trẻ em. 4. Đặc biệt thông tin sai sự thật về tảng đá hình ông Thích Minh Tuệ đã bị phạt, thì các đối tượng nào bịa đặt, sai sự thật sau đây chuẩn bị làm việc với an ninh mạng để nộp phạt. Bịa đặt hai tảng đá là hình gà trọi ở Vịnh Hạ Long. Bịa đặt hòn vọng phu ở Lạng Sơn. Bịa đặt hòn chống mái ở Sầm Sơn. Bịa đặt hòn phụ tử ở Kiên Giang. Đối tượng báo dân Việt còn bịa đặt bảy hòn vọng phu nổi tiếng ở Việt Nam. Phải phạt thật năng. Không chiếu cố gì hết. Năm, Các đối tượng phát ngôn thông tin bịa đặt. Sai thực tế. Truy phạt thì tiền vô thiên lùng. Đến năm 2020 Việt Nam sẽ thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại đến năm 2010 đường sắt Việt Nam sẽ đuổi kịp trình độ đường sắt Nhật Bản. Việt Nam sẽ chủ động làm mưa nhân tạo vào năm 2010. Phi thuyền Việt Nam đầu tiên sẽ đưa người lên không gian cuối năm nay, 2017. Trí tuệ nhân tạo Việt Nam khả năng vươn lên số một thế giới, 2018. Việt Nam sẽ lật đổ Facebook trong 6 tháng, 2010. 20 nước đặt mua kit phát hiện COVID-19 của Việt Nam, 2020. Việt Nam đặt mục tiêu lọt vào vòng chung kết World Cup 2022. Những chuyện bịa đặt của Thích Trúc Thái Minh và Thích Trân Quang thì phạt bao nhiêu cho đích đáng? 5 năm không thể kể hết. 6. Các nhà văn, nhạc sĩ, nhà thơ phe này truy ra bao nhiêu đối tượng chuyên suy diễn, bịa đặt, sai thực tế. Chỉ ví dụ trường hợp đối tượng Trần Mạnh Hảo trong trường ca đất nước hình tia chớp đã suy diễn, bịa đặt sai thực tế về hình đất nước Việt Nam yêu quý của nhân dân Việt Nam anh hùng, nào là đất nước hình quốc võng, hình hạc bay, hình ký cây, hình con run bị xéo quằn, hình ngọn lửa, hình em thắt đáy lưng ong, hình ký cày chìa vôi, hình chiếc đàn bầu, hình ký liềm, hình tia chớp. Đối tượng này phải phạt thật nặng cho chừa thói chuyên suy diễn bịa đặt sai thực tế đi. Tóm lại, trên đất nước hình con run bị xéo quẩn có biết bao nhiêu đối tượng từ thời Hùng Vương tới nay chuyên suy diễn, bịa đặt sai thực tế bao nhiêu thông tin lan truyền trong xã hội gây hoang mang dư luận cần phải truy phạt. Như vậy thì các đồng chí an ninh mạng và thanh tra thông tin truyền thông thu về bộn tiền và không đối tượng nào dám suy diễn, tưởng tượng, liên tưởng mông lung nữa dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ta rồi ai cũng sẽ có đầu óc theo khuôn mẫu dập khuôn y như óc các đồng chí an ninh mạng tự hào nhất thế giới